Chào đón quý vị đến với chuỗi 50 bài tập khỏe cơ thon bụng tạo dáng. Chuỗi bài tập này ở cấp độ 2, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể tập theo. Khi gặp tư thế khó thì bỏ qua, khi mệt thì ngưng lại. Và hai tay nhẹ nhàng chắp trước ngực. Hít thở sâu trong 3 hơi thở. Cảm nhận hơi thở mình ra vào cùng với cơ bụng. Hít vào thì bụng căng và thở ra thì bụng hó. Hơi vào nhẹ nhàng bụng căng và thở ra bụng hó. Sau đó chậm rãi hai mắt mở ra và hai tay mình dang ngang. Xè căng 5 ngón tay ra. Vươn cơ thể mình cao lên và bụng hót lại. Mở căng như ai đang kéo, giãn hai cánh tay mình ra, hót bụng lại và tiếp tục giữ là đây 5 nhịp. Thở chậm 5 4 3 hai, tiếp tục hai tay mình nắm lại nè. Xoắn cái bắp tay mình ra phía sau. Gập nhẹ cơ thể tới phía trước nè. Và trả về. Xoắn ngược chiều lại thì mình, khi mình xoắn ra phía trước thì tay mình nắm lại. Nhưng khi mình xoắn ngược chiều lại thì các ngón tay mình thả lỏng ra. Tiếp tục nắm tay xoắn lại, gập nhẹ cơ thể tới phía trước. Xoắn ngược chiều, thả lỏng các ngón tay. Xoắn. Xoắn ngược chiều. Rồi, bắt đầu hít vào hai tay lên cao, kéo căng các ngón tay của mình lên. Xè căng các ngón tay của mình ra. Thở ra, hai cụ chỏ mở sang hai bên, nâng cơ ngực lên. Hót cơ bụng lại. Hít vào thẳng tay lên, căng các ngón tay mình, căng dẫn các ngón tay ra. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. 3 lần nữa, hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào và giữ ở đây. 5 4 3 2 Thở ra nè. Hai cụ chỏ mình ấn ra phía sau để nâng cái cơ ngực mình tới phía trước và hít thở chậm tại đây. 5 4 3 2 Tay trái lên gối phải, kéo tay phải. Hít lên. Tay phải lên gối trái, kéo tay trái. Hót bụng. Hít lên. Tay phải lên gối trái, kéo tay phải. Hít lên. Đổi bên. Hít lên. Lần này giữ lại luôn. Tay trái mình vịn vào gối phải. Mình kéo duỗi căng các ngón tay ra. Và giữ lại đây. Thở chậm đi. 5 4 3 2 Và lên lại, xoắn cơ thể mình sang phải, tiếp tục giữ. 5 4 3 2 Sau đó trả về. Tiếp tục nè, tay phải đặt lên gối trái, kéo cái tay trái và giữ. Thẳng cái tay trái của mình. 5 4
ba, hai và lên lại, xoắn cơ thể sang trái, tiếp tục giữ, năm, bốn, ba, hai, một và lên lại. Trả về, hạ hai tay mình xuống, càm gập sát vào ngực, xoắn cơ cổ mình sang phải, mở tay trái, mềm cái tay phải, trả về càm gập, xoắn cơ cổ sang bên trái, mở tay phải, trả về càm gập nè, xoắn sang bên phải, mở tay trái, trả về, xoắn sang trái, mở tay phải, trả về. Lần này giữ lại luôn, mình đang gặp càm phải không, mình xoắn cơ cổ mình sang bên phải nè, mở cái tay trái và giữ lại đây, mềm cái tay phải ra, năm, bốn, ba, hai, trả về càm gập nè, xoắn sang bên trái, mở cái tay phải giữ, năm, bốn, ba, hai và chậm rãi thở ra, lưng mình vẫn giữ thẳng, xoay vòng tròn cơ cổ 3 vòng. Và xoay đổi chiều lại. Và trả về. Nghiêng cơ thể sang phải sang trái, hai tay lên cao, tay này nắm lấy cùi chỏ tay kia, kéo khớp vai trái nghiêng sang phải và lên lại, kéo khớp vai phải và nghiêng sang trái, lên lại, nghiêng phải, kéo căng cái khớp vai trái của mình, lên lại, nghiêng trái, lên lại, nghiêng phải, lên lại, nghiêng trái, lên lại. Rồi thở ra, hạ tay và duỗi chân tới phía trước, nhúc nhích tay chân, mềm mại cơ thể, sau đó duỗi căng mũi chân và gập, duỗi căng, 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 sau đó xoay vòng tròn cổ chân. Xoay đổi chiều. Và chậm rãi đặt cái mu bàn chân phải lên đùi trái nè. Sau đó mình ấn thẳng cái lưng lên, ấn cái gối phải xuống. Hít thở chậm đi. Rồi tiếp tục chống cái chân trái lên, ôm cái gối trái, tiếp tục ấn cái gối phải xuống cho nó căng hết cái cổ chân phải của mình, giữ lại đây. Thở chậm. 5 4 3 2
1 và tiếp tục đổi chân trái, đặt mu bàn chân trái, kéo sát vào cái đùi phải nè, cái vươn thẳng cái lưng của mình lên, rồi ấn cái gối trái xuống, thẳng cái lưng, dùng lực ấn mạnh cái gối xuống nè, nhịp nhịp nè, và tiếp tục chống cái chân phải lên, ôm chặt cái gối phải, ấn cái gối trái xuống và giữ lại đây. 5 4 3 2. Rồi lúc này á, mình úp cái chân trái mình ra phía sau nè, dựng cái mũi chân phải lên, cái chân trái mình úp dài ra phía sau nha. Nếu mà đau quá thì mình mở rộng ra tí như thế này, nhưng tốt nhất thì mình kéo sát vì cổ chân mình đã được làm nóng rồi. Dựng mũi chân phải lên, hít vào, hai tay lên cao, thở ra nè, nắm lấy cái mũi chân phải, chậm rãi nhẹ nhàng ép cơ thể mình xuống rồi, ép, hít lên, thả lỏng chân. Rồi tiếp tục dựng mũi chân lên, đi 3 lần như vậy, hít vào, hai tay lên cao, chườm tới phía trước, nắm lấy cái mũi chân, nhẹ nhàng ép cơ thể xuống nè, hóp bụng ép rồi, ép, thả lỏng. Lần này mình sẽ giữ nha, rồi dựng cái mũi chân lên, hít vào, hai tay lên cao, chườm tới phía trước, nắm lấy mũi chân, kéo về, ép cơ thể xuống và giữ lại đây. 5 4 3 2 1 và lên lại. Lúc này mình chống cái chân phải lên, cái tay trái mình nắm cái chân phải nè, đạp thẳng cái chân phải ra, lưng thẳng lên, ép cái chân phải qua bên trái và mở cái tay phải, xoắn ngược cái lưng mình sang bên phải, tiếp tục giữ 5 nhịp đếm, thở chậm đi. 5 4 3 2 và chậm rãi trả về đổi chân, duỗi hai chân ra phía trước, sau đó gập cái mu bàn chân phải ra sau, lưng thẳng lên, dựng cái mũi chân trái lên, hít vào, hai tay lên cao, hóp bụng lại, chườm tới phía trước, nắm lấy mũi chân, nhúc nhích mềm mại cơ thể của mình và ép xuống, cảm nhận được cái sợi dây chằng phía sau nó đang, cái sợi dây chằng phía sau chân mình nó đang căng, và thả lỏng. Lần hai gặp mũi chân, vươn tới phía trước, nắm lấy mũi chân, kéo về, hóp bụng ép nhẹ xuống và thả lỏng. Lần này mình sẽ giữ lâu, hít vào lên, rồi nắm lấy mũi chân, kéo về, gặp cơ thể xuống và giữ lại đây lâu. 5 4 3 2 1 và lên lại. Rồi chống chân trái lên, tay phải nắm phía ngoài mép của chân trái, đạp thẳng cái chân trái ra, thẳng cái lưng của mình lên, cái chân trái mình úp dài ra phía sau nha. Nếu mà đau quá thì mình mở rộng ra tí như thế này, nhưng tốt nhất thì mình kéo sát vì cổ chân mình đã được làm nóng rồi. Dựng mũi chân phải lên, hít vào, hai tay lên cao, thở ra nè, nắm lấy cái mũi chân phải, chậm rãi nhẹ nhàng ép cơ thể mình xuống rồi, ép, hít lên, thả lỏng chân. Rồi tiếp tục dựng mũi chân lên, đi 3 lần như vậy, hít vào, hai tay lên cao, chườm tới phía trước, nắm lấy cái mũi chân, nhẹ nhàng ép cơ thể xuống nè, hóp bụng ép rồi, ép, thả lỏng. Lần này mình sẽ giữ nha, rồi dựng cái mũi chân lên, hít vào, hai tay lên cao, chườm tới phía trước, nắm lấy mũi chân, kéo về,
Ép cơ thể xuống và giữ lại đây. 5 4 3 2 1 và lên lại. Lúc này mình chống cái chân phải lên, cái tay trái mình nắm cái chân phải nè, đạp thẳng cái chân phải ra, lưng thẳng lên, ép cái chân phải qua bên trái và mở cái tay phải, xoắn ngược cái lưng mình sang bên phải, tiếp tục giữ 5 nhịp đếm. Thở chậm đi, 5 4 3 2 và chậm rãi trả về đổi chân. Duỗi hai chân ra phía trước, sau đó gập cái mu bàn chân phải ra sau, lưng thẳng lên, dựng cái mũi chân trái lên, hít vào hai tay lên cao, hóp bụng lại, trường tới phía trước, nắm lấy mũi chân, nhúc nhích mềm mại cơ thể của mình và ép xuống, cảm nhận được cái sợi dây chằn phía sau nó đang, cái sợi dây chằn phía sau chân mình nó đang căng, và thả lỏng. Lần hai gặp mũi chân, vươn tới phía trước, nắm lấy mũi chân, kéo về, hóp bụng ép nhẹ xuống và thả lỏng. Lần này mình sẽ giữ lâu, hít vào lên rồi nắm lấy mũi chân, kéo về, gặp cơ thể xuống và giữ lại đây lâu. 5 4 3 2 1 và lên lại. Rồi, chống chân trái lên, tay phải nắm phía ngoài mép của chân trái, đạp thẳng cái chân trái ra, thẳng cái lưng của mình lên. Khi mình chưa thẳng á, thì mình cứ nhúc nhích, mình tìm cái điểm dễ chịu. Rồi bắt đầu ép cái chân trái qua bên phải, xoắn cái lưng mình sang bên trái và giữ lại. 5 4 3 2 chậm rãi thở ra. Lúc này thì mình sẽ gập cái chân trái ra phía sau luôn. Lưu ý nha, tư thế này khó. Nếu mình cái mông mình nó chưa ngồi được lọt trong hai cái chân á, thì mình nên ngồi lên gót chân như thế này nha. Đó, có hai cách lựa chọn, nhưng tốt nhất thì mình để cái mông mình nó ngồi lọt trong gót chân vậy nè. Bắt đầu tập tiếp. Đó, thẳng lưng lên, hít vào, hai tay lên cao, cơ bụng hót lại, kéo giãn hết lưng của mình ra, giữ lại đây 5 nhịp đi. 5 4 3 thở chậm đi. 2 rồi tiếp tục nè, thả lỏng cái tay của mình ra, hót cái cơ bụng ra sau, hót như mình muốn ngửa ra sau vậy đó, và cái tay mình kéo ra phía trước để giữ lại, rút cái cơ bụng. 5 4 3 2 và lên lại. Hai cái tay mình chống ra phía sau, hạ cái lòng bàn tay, cố gắng tốt hơn thì mình sẽ ép cái tay xuống, nâng cái ngực lên, hai vai mở, kéo nhẹ càng và giữ lại đây. 5 4 3 2 và lên lại. Vẫn giữ cái tay trái phía sau, nâng cái tay phải lên, kéo nè, kéo giãn hết cơ thể mình sang bên trái, vừa xoắn vừa kéo, rút cái cơ bụng lại. Lúc này nó sẽ kéo hết cái cơ lưng hông của mình nha, và giữ lại đây. 5 4 3 2 sau đó lên lại, đổi bên, chống cái tay phải sang bên phải, ra phía sau nha. Rồi
cái tay trái nè. Đó, mình di chuyển chậm, mình cảm nhận được cái cơ hông lưng mình nó đang kéo nè. Kéo và giữ lại đây. 5 4 3 2 và chậm rãi lên lại. Trả về lúc này mình quỳ gối cao lên đi. Và chậm rãi lúc này mình quỳ gối cao lên và mở cái chân phải ra nha. Mình điều chỉnh cái khung chân của mình nó thoải mái. Ai có đau đầu gối thì xếp mí thảm, xếp khăn chim cái đầu gối của mình nha. Bắt đầu hai tay mình dang ngang, chỉnh cái khung chân thoải mái để bắt đầu mình tập nha. Rồi, xoay cái mũi chân phải sang bên phải nè. Và thở ra trùng cái gối phải, hạ cái tay phải kế xuống chân phải, kéo cái tay trái, hóp bụng, hít lên đạp thẳng cái chân phải. Thở ra nghiêng người mình sang trái thì ngửa cái tay phải. Cái tay phải mình ngửa nè, cái hông rướn tới phía trước. Hít lên, cong cái gối phải. Thở ra, đi thật chậm, giữ cái khung chân trái của mình nè, nó căng cái cơ đùi trong. Hít lên, đạp thẳng cái chân phải. Thở ra nghiêng trái, hóp bụng, hít lên, trùng gối phải, thở ra nghiêng phải. Hai lần nữa, lần thứ ba giữ lại, hít lên, thở ra nghiêng trái, hít lên, thở ra trùng gối phải, kéo tay trái, hít lên, thở ra nghiêng phải, hít lên, thở ra trùng gối phải. Lần này mình giữ lại, hít lên, thở ra nghiêng trái, kéo tay phải, giữ lại đây, cái hông rướn tới phía trước, giữ lại, ngửa cái tay phải. 5 4 3 2 và chậm rãi lên lại. Thở hết hơi ra, lần này mình nghiêng phải, mình giữ lâu nè. Trùng cái gối phải, thở ra hạ chống cái tay phải, kế chân phải, kéo tay trái và giữ lâu. 5 4 3 2 hạ cái tay trái, kế cái chân phải, xoay cái mũi chân trái ra phía sau, chống cái tay trái, nâng cái tay phải lên giữ. 5 4 3 2 1 hạ hai tay chống, 2 lật cái chân trái ngang, hít lên lại. Cái chân phải mình vẫn vuông góc, cái chân phải vẫn vuông góc, kéo cơ thể mình nghiêng sang trái và giữ lại đây. 5 4 3 2 hít lên lại, xoay người sang phải. Thở ra đạp thẳng chân phải, ép cơ thể mình xuống ôm lấy chân phải và giữ. Thở chậm. 5 4 3 2 rồi bắt đầu nha, dồn hết lực vào chân phải, hai cái tay chống cao lên, nhấc cái chân trái lên 3 lần.
Thở ra hạ xuống. Lên nhấc cái chân trái lên. Thở ra hạ xuống. Nhấc cái chân trái lên. Thở ra hạ xuống. Lần này giữ lại, nhấc cái chân trái lên. Rồi giữ thăng bằng nha. Co móc cái chân trái, tay phải mình nắm cái chân trái. Rồi giữ lại đây. Giữ thăng bằng. 5 4 3 2 Thở ra hạ chân trái, đưa chân phải ra sau lên tấm ván. Giữ lại đây nằm. 4 3 2 Xuống tấm ván thấp, giữ nằm. 4 3 2 Hạ cơ thể xuống lên rắn hổ mang, giữ. 5 4 3 2 Đẩy mông ngồi về gót chân, thở hết hơi ra trước khi đổi bên. 3 Chậm rãi lên lại. Quỳ gối phải, mở cái chân trái ra nha. Xoay cái mũi chân trái qua bên trái. Hai tay ra nha. Thở ra, trùng cái gối trái, đặt cái tay trái kế chân trái. Kéo cái tay phải, xiết cái cơ đùi trong lại, hơ thở chậm. Hít lên. Đạp thẳng cái chân trái. Thở ra nghiêng phải thì ngửa cái tay trái nè. Thở chậm. Điều chỉnh tư thế phù hợp với cơ thể của mình. Lên lại. Thở. Hít lên. Thở giống như bên phải hồi nãy mình tập. Mình xuống thì mình kéo hết, căng hết cái lường hông bắp tay bên trái nè. Mũi chân trái duỗi nè, đẩy cái hông cao lên. Và lên. Trùng cái gối trái, đặt tay trái, kéo hết cái tay phải, hóp cơ bụng. Hít lên. Thở. Hít lên. Thở. Hai lần nữa. Lên. Thở. Hít lên. Thở. Lên. Thở và giữ lại đây lòng. Đẩy cái hông lên, nhớ là đừng có để cái hông mình gập như thế này nha. Nó sẽ nặng tay và nó không có vào cái nay bụng của mình á. Đẩy cái hông tới phía trước người, hơi ngửa ra phía sau một tí. Lòng bàn tay ngửa lên, kéo cái bắp tay trong của mình, hơi thở chậm. Mũi chân duỗi thẳng ra, đẩy cái hông lên cao. Rồi rướn cái hông lên cao và thở chậm đi. 5 4 3 2 Và chậm rãi lên lại. Thở ra nghiêng trái, giữ lại luôn. 5 4 3 2 Thở ra, hạ cái tay phải xuống, xoay cái mũi chân phải ra, nâng cái tay trái lên, giữ lại. 5
4 3 2 Thở ra, chống tay, ký chân phải lên. Vẫn giữ gối trái vuông góc lên. Hạ tay phải, kéo cơ thể mình nghiêng phải giữ lại. 5 4 3 2 Chậm rãi lên lại, đạp thẳng chân phải, đạp thẳng chân trái, xoay người mình sang trái, ôm lấy chân trái và giữ lại đây. Thở chậm, 5 4 3 2 1 Lúc này mình sẽ dồn lực vào chân trái nè. Chống hai cái tay cao lên, dồn lực vào chân trái, đá chân phải lên 3 lần. Thả lỏng cái lực tay ra. Thở ra hạ xuống. Hít lên. Thở ra hạ xuống. Hít lên. Thở ra hạ xuống. Lần này lên giữ thăng bằng lên nè. Co cái chân phải lại, tay trái nắm được cái chân phải của mình. Rồi giữ thăng bằng ở đây. 5 4 3 2 Thở ra hạ xuống. Đưa chân trái ra sau lên tư thế tấm ván giữ lại đây. 5 4 3 2 1 Xoay hai gót chân sang bên phải, nâng tay trái lên giữ lại đây. 5 4 3 2 Thở ra hạ xuống, đổi bên. Xoay hai gót chân sang bên trái, nâng tay phải lên và giữ lại. 5 4 3 2 1 Hạ tay xuống. Mông lên cao, ép chán xuống và giữ lại đây. Nhúc nhích chân của mình, thở chậm, giữ thư giãn trong tư thế này. 5 4 3 2 Rồi tiếp tục vẫn đẩy tay, nhón chân ép cái gối vào bụng và thẳng chân lên 5 lần nè. Nhón chân, ép gối vào bụng, đẩy cho bụng sát vào đùi. Thở hạ gót lên, đẩy, thở hạ gót lên, đẩy, thở hạ gót lên, đẩy, thở hạ gót. Lần này giữ lại luôn nè, lên giữ thăng bằng ở đây. 5 4 3 2 Và thở ra hạ gối, mông ngồi xuống gót chân, thở hết hơi ra thư giãn trước khi đi tiếp. Và chậm rãi lên lại. Chúng ta sẽ đến với tư thế tập bụng. Những tư thế tập bụng thì cố gắng lên nha. Cần cái sự quyết tâm, cố gắng thì tập thôi. Rồi bắt đầu nè. Cái tư thế này tương đối nặng, nhưng mà hãy cố gắng vì nó vào bụng rất là nhiều. Bắt đầu bên chân phải trước. Để thấy xoay ngang như vậy để mọi người nhìn thấy bên chân phải nè. 5 lần bên chân phải, đi thật là chậm nha. Chống nè. Đi thật là chậm. Thở ra con,
hóp bụng, co cho cái đầu gối nó chạm vào cùi chỏ. Thở 5 lần, lần thứ 6 giữ lại, co nè, hóp bụng, thở, co, hóp bụng, thở, co, hóp, thở, lần thứ 5 rồi, co, hóp, thở, lần này mình giữ lại luôn, co, rút, giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, rồi móc cái chân đó lên luôn, ép trán xuống và giữ lại đây, 5, 4, 3, 2, và thở ra hạ xuống, mông ngồi xuống, gót chân trán chạm thảm, thở hết hơi ra. Và tiếp tục với bên chân trái cũng vậy luôn, 5 lần bên chân trái. Lên. Bắt đầu siết cơ bụng lại. Co rút, siết cơ bụng đầu gối trái, chạm cùi chỏ trái. Thở ra. Co hót rút chậm hơn nha. Rút bụng. Thở ra. Lần 3. Co rút. Thở ra. Lần 4, co rút, thở ra. Lần 5, co rút, thở ra. Lần này giữ lại luôn, co rút, giữ, 5, 4, 3, 2, và lên chân lên cao giữ luôn, 5, 4, 3, 2, 1, và thở ra hạ xuống, hạ trán xuống, điều tiết hơi thở của mình. Hơi thở chậm đều và chậm rãi lên lại. Lúc này thì mình nằm dài xuống nè. Duỗi tay duỗi chân ra, vươn dài kéo giãn hết hoàn toàn cơ thể của mình ra, nhưng hóp cái cơ bụng, ép cái thắt lưng xuống. Bắt đầu đá chân lên và gập cơ thể của mình lên luôn nè. Đá chân lên trước, lên, gập cơ thể của mình lên, hóp bụng, hạ chân trước, đi thật chậm nha, rút bụng nè, rồi hạ thân trên, kéo giãn cơ thể của mình ra, hóp chặt cái cơ bụng lại. Tiếp tục chân lên, cơ thể lên, giữ chân vuông góc, rút thân trên càng cao càng tốt, hóp cơ bụng, rồi hạ chân chậm rãi và hạ thân trên. Mình đi 10 lần trong tư thế này. Hóp bụng, chân lên, gập cơ thể lên, hạ chân, hạ cơ thể xuống, chân lên, gập cơ thể lên, hóp bụng, hạ chân, hạ cơ thể, chân lên, gập cơ thể, hóp bụng, hạ chân trước nha, hạ thật là chậm càng tốt, và thở ra, hóp bụng lại, lên, gập, thở, lên, gặp, thở, lên, gặp, thở, ba lần.
lần nữa, lần thứ tư giữ lại, lên, rút bụng, gập, thở, hai lần nữa, lên, gập, thở, hót, xiết cái cơ bụng mình lại, cảm thấy nó đau cái cơ bụng nha, lên, gập, rút chặt cái cơ bụng lại, vai mềm ra, hạ chân càng chậm càng tốt, và thở ra hạ xuống, hai lần nữa, lên, gập, thở, hót, xiết cái cơ bụng mình lại, cảm thấy nó đau cái cơ bụng nha, lên, gập, rút chặt cái cơ bụng lại, vai mềm ra, hạ chân càng chậm càng tốt, và thở ra hạ xuống. Lần này mình giữ lại luôn nha, hót chặt cái cơ bụng vào, lên, rồi giữ lại đây, nằm, 4 3. Ai mà khó giữ quá thì tay mình ôm cái chân như vậy cho nó dễ nha. 2. Hạ chân xuống trước. 5 4 3 2 1. Và thở ra, đưa hơi vào, thở ra. Rồi tiếp tục, hai tay mình đang chặt lấy nè cái cơ bụng dưới, bắt đầu đè cái thắt lưng sát xuống, đè cái cơ bụng sát xuống, hai chân khép sát, duỗi hai cái mũi chân xoay lại nè, bắt đầu nâng hai chân lên, nhịp 3 lần 10 như vậy, 10 9 8 7 6. Đè chặt cái cơ bụng lại, ép thắt lưng. 5 4 3. Rút bụng lại, 2. Và thở ra hạ xuống. Hít thở chậm. Lần 2. Đè chặt cái này bụng, ép thắt lưng, xoay cái mũi chân vào trong, duỗi mũi chân. Rồi, nhịp 10 9 8 7 6 5 4 3. Hai, một, thở ra hạ xuống. Hít thở sâu, đưa hơi vào nhiều, thở ra chậm bằng mũi. Và lần này là lần cuối, giữ lại. Bắt đầu 10 nhịp cuối chậm hơn nha. Rút chặt cơ bụng lại, lên. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Và thở ra hạ xuống, chống cái chân của mình lên luôn. Rồi hai cái chân chống mình ép hai cái gối sang phải sang trái cho nó đỡ mỗi cơ chân của mình, để tiếp tục đi tiếp. Rồi tiếp tục nha, hai chân chống lên bằng thảm nè, hai tay mình đang lại sau gáy, chài cái chân ra một tí là dễ gập lên nè, đi chậm nha, lên nè, rút thân trên lên, sau đó duỗi chân, nhịp chân. 5 4 3 2. Hạ xuống, thở hết hơi ra đi, 5 lần như vậy. Rút cơ bụng lại, lên, bật lên, hót bụng, duỗi chân, vai mềm. 5 4 3.
2. Thở ra hạ xuống. Lần 3. Lên. Duỗi chân. 5. 4. 3. 2. Thở ra. Hóp bụng lại, ép thắt lưng xuống. Lần thứ 4. Lên. Duỗi chân. Mềm vai. 5. 4. 3. 2. Thở ra hạ xuống. Thở hết hơi ra. Lần này lần cuối giữ lại lâu hơn nè. Thở chậm đi. Lên. Hóp bụng, duỗi chân rồi. 5. 4. 3. 2. Và thở ra hạ xuống. Vươn dài, kéo giãn cơ thể của mình ra. Đưa hơi vào, thở ra. Rồi tiếp tục. Hai tay đan lại sau gáy nè. Đi 10 nhịp đếm thôi. Co cù chỏ trái, cù chỏ phải chạm gối trái, cái chân phải duỗi ra. Đi 10 thôi. Hóp bụng đi thật chậm nè. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Và thở ra hạ xuống. Đưa hơi vào, thở ra. Thở hết hơi ra. Sau đó mình chống hai cái chân lên, đo mũi tay chạm gót chân, rướn hông lên. Vai cổ thả lỏng. Thở ra hạ xuống. Lên. Thở. Lên. Thở. Lên. Thở. Lần này giữ lại luôn. Lên. Rồi giữ ra đây. Vai cổ thả lỏng, hóp cái cơ bụng của mình lại. 5. 4. 3. 2. Và chậm rãi thở ra. Lúc này mình nằm sấp lại luôn. Giữ ở đây, hít thở chậm. Và tiếp tục co hai chân lại, hai tay nắm lấy chân. Rướn cơ thể lên 5 lần. Chậm rãi rướn lên. Thở ra hạ xuống. Lần 2. Rướn lên. Thở ra hạ xuống. Lần 3. Rướn lên. Thở ra hạ xuống. Lần thứ 4. Rướn lên. Thở ra hạ xuống. Lần này mình giữ lại luôn nha. Điều tiết hơi thở của mình để giữ lâu. Rồi lên. Giữ lại đây. 5. 4. 3. 2. Và thở ra. Đưa hơi vào, thở ra. Thở thật chậm. Và tiếp tục.
co rút cái chân phải lên, xoay cơ thể mình sang phải, đặt cái bả vai trái, nâng cái tay phải lên, mở xoắn lên qua bên kia giữ lại luôn. 5 4 3. Chậm rãi trả về, tiếp tục thêm một lần nữa, hai tay ra ngang, nâng cái chân phải lên, móc hết cái chân phải qua bên kia, giữ lại đây nào, ép cái vai trái của mình, 4 3 2 1, và chậm rãi trả về. Và đổi bên, co cái gối trái lên, đặt xoay hết cơ thể mình sang trái, đặt cái bả vai trái qua bên phải, đặt cái bả vai phải qua bên trái, nâng cái tay trái lên, mở vai xoắn lưng giữ lại. 5 4 3 2, và chậm rãi trả về. Tiếp tục hai tay ra ngang, nhấc cái chân trái, móc hết cái chân trái qua bên phải, căng cái vai phải giữ. 5 4 3 2, và chậm rãi trả về. Nằm ngửa người mình ra, hai chân khép sát lại, các ngón tay đan vào nhau, kéo giãn cơ thể mình, rút cái cơ bụng, nhấc cái chân mình lên giữ ra đây. 10 9 8 7 6 5 4 3 2, thở ra, lắc lắc mềm tay chân của mình, nghiêng đầu sang phải, nghiêng đầu sang trái, co chân phải, xoắn qua bên trái, thở chậm, và co chân trái, xoắn qua bên phải, thở chậm, và trả về. Lúc lắc tay chân mềm mại cơ thể, và lúc này hãy để cho cơ thể mình chìm sâu vào thư giãn, toàn thân mềm mại nhẹ nhàng, cơ thể khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Rồi, bài tập của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Thí. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc.